Em bán chú chiên, hy vọng là sau chương trình này phát sóng thì nhà em sẽ có thêm thu nhập. À, trời ơi. Thế không quyên hàng thì mẹ em mới cho đi chơi nha. Từ em qua lần đâu phải ngày nào em cũng mua. Còn nóng tính không? Không. Nóng cỡ nào em nhúng vô thùng phi là nguội hết nha. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Rồi thì có căng thẳng nha, thoải mái lên nha. Hai bạn giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Em ưu tiên nữ, em mời bạn nữ nói trước. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên đó và mà khán giả xem chương trình. Thì em tên là Lê Huỳnh, năm nay em 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Quê em ở đâu? À em thì sinh ra lớn lên ở đây. Mời bạn trai. Dạ em thì tên là Phan Chí Vinh, sinh năm 1993 vào ngày 13 tháng 3 nhằm ngày thứ sáu. Thì cái ngày nó cũng hơi gọi là không được may mắn cho lắm, thì cho nên đến bây giờ thì vẫn chưa có gì. Quê của em thì ở Đồng Tháp. Em học thì bên hàng hải nhưng mà bây giờ em theo bên nhà hàng, quản lý nhà hàng. Chưa có người yêu gì hết rồi đúng không? Mà chưa có cái gì? Chưa có vợ. Có vợ rồi lên đây ngồi chi ông? Chưa có thì vợ chưa mới lên có. Đây ngồi chứ anh. Em cũng đã qua một cái mối tình rồi từ năm học 12. Quen bao lâu? Dạ hơn 3 năm chị. Quen 3 năm mà đâu có gặp thường. Ở miền Tây thì hay mang cái khái niệm là Đại học Cần Thơ. Thì người đó lũi xuống Cần Thơ. Em lên trên đây thì xa nhau tới 200 mấy cây số. Từ từ lãng quên luôn. Em gọi điện thì không thấy người ta bắt máy nữa. Xa mặt cách lòng ha. Ủa rồi cái này vụ này là gì đây em? Dạ cái này là nhà em bán. Nhà em bán chú chiên. Hy vọng là sau chương trình này phát sóng thì nhà em sẽ có thêm thu nhập. À, trời ơi là trời. Cổ đi lên, cổ kiếm người yêu, kiếm chồng mà cổ còn bia bán chú chiên nữa. Em thích ăn chú chiên lắm chị. Ừ, lát cho em ăn, nếu được thì em ghé mua cho cổ nha. Nhớ mua thường xuyên nha. Mua là mua hết nguyên hàng nha anh. Hết nguyên hàng mẹ em mới cho đi chơi nha anh. Được không? Ăn chú chiên được mỗi chị. Ngày nha. Được chị, tại vì cứ một tuần em qua một lần đâu phải ngày nào em cũng mua. Vậy một tuần đi chơi có một lần thôi anh. Yên tâm là anh làm quản lý nhà hàng, đưa chú chiên của em vô nhà hàng. Dạ cũng được, vậy cũng được anh. Rồi, bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu của em là em hay bắt bẻ, em hay khó tính đó chị. Không biết là ế quá nó khó hay là khó quá nó ế thì em cũng không biết. Em khó tính là em khó từng bắt bẻ câu nói hay là khó dạ, đúng như thế nào em? Em bắt bẻ câu nói lắm anh. Cái tính là anh thấy anh với em nó giống nhau. Ở cái chỗ là từ câu nói, ví dụ như mình dùng cái câu nói phù hợp thì thôi. Còn gì bên kia còn gì nữa không? Em thì sở trường em thích hát. Hôm nay em cũng muốn hò một câu thôi. Hò. Hò ơi, gió miền xuôi thổi xuôi miền ngưa, cánh chim chiều mỗi mắt đời trông, bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đáp lại liền em. Em thì hò không được nhưng mà em trả lời được một câu chắc bữa nay để cho em thôi đợi chờ rồi. Lành quá ha. Rồi thôi bây giờ nói đi, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là cái gì nè? Em thì chịu làm, thích nấu ăn hơn thôi. Em thì em nấu được nhưng mà em không biết người ta có ăn được không. Nhưng mà em yên tâm, anh nấu ăn được. Có lần ở nhà hàng anh làm thì chảo bếp thì về sớm thì khách lại vào mà kêu ngay cái món là rắn trung bằm xào lá cách súp bánh đa. Thế hỏi ủa giờ em bằm rồi ai xào anh? Cái lúc đó là mình vừa cởi áo ra luôn đó, anh xào lô vẫn bắt chảo lên vẫn làm bình thường, đưa ra khách ăn cũng không biết gì luôn, cũng đâu nghĩ là em nào. Nhưng mà người khách đó về là người ta không quay lại quán không, em luôn. Em ra em hỏi trực tiếp luôn chị. Chắc ông xỉn quá rồi. Có đâu, xong rồi em mới nói cái món này em xào, anh biết anh về rồi. Nói à cũng được. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến. À, với lại em không thích con trai mà nóng tính với lại hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Không chị. Có nóng tính không? Không. À, rút kinh nghiệm anh đầu nóng tiên ra. Nóng cỡ nào em nhúng vô thùng phi là nguội hết nha anh. Không phải, mà cái tánh của em không có nóng tại chỗ. Ví dụ như giờ có like em đi, rồi suy nghĩ về nhớ lại. Qua chừng 3 ngày nữa hỏi, ủa sao bữa đó anh like à? 3 ngày sau mới nóng hả? Tức là em nói cái tánh em không nóng, nó dằn được. Tính này cũng được đó. Rồi chút cô bên kia cô hỏi anh có yêu em không, rồi 3 ngày sau trả lời nha. Em là em thích cái gì nó nhanh gọn vậy, giống như em hỏi là phải trả lời liền, giống như nhắn tin với em cũng vậy. 3 ngày sau mới trả lời em sao được. Sao được em? Trường hợp khó khi đi làm thôi em, còn ở nhà thì khác. Tình cảm thì mình phải rõ ràng, hai bên mình phải nói. Rồi vậy em muốn kiếm một mẫu người bạn gái như thế nào?
trên 1m55, đen cũng được mà trắng cũng được, mập cũng được mà ốm cũng được. Sao đơn giản vậy? Bạn gái có yêu cầu gì nữa không? Cao trên 1m65. Nói chung là gương mặt hoàn hà, đừng có gỗ với lại hói được rồi. Gỗ với hói hả? Bên đó chắc không có rỗ mà rá thôi. Thôi để chút em tự đánh giá đi. Rồi để tôi qua tôi coi cho. Chào chị. Coi, có hói không? Có rỗ không? Này có hơi mụn lăn tăn chút thôi, cũng chưa đến nỗi rỗ. Hói thì không hói, tóc rất nhiều. Đẹp trai lắm à. Thôi con trai vậy là được rồi, chứ bạn trai mà láng lẫy quá cũng cũng sợ ha. Kiểm tra kỹ ghê không? Kiểm tra chứ. Em tin chị Cát Tường á, em coi nhiều tập em thấy chị Cát Tường nó ok là ok đó. Dự định chừng nào lấy vợ? Tháng 7 năm sau. Ủa sao phải tháng 7 năm sau? Giờ chưa tháng có 6, tháng 7 thì quen nhau cỡ chừng 6 7 tháng là mình cưới liền. 7 là mưa ngâu đó, nó sinh thứ 6 ngày 13. Thì lấy tháng 7 mưa ngâu đó thì hợp luôn, coi như lấy độc trị độc đó. Nhưng mà bây giờ chưa có bừng bạn gái mà tính sẵn luôn tháng 7 năm sau đám cưới luôn. Bữa nay mà được là tiến tới liền luôn. Nay mà được là tháng 7 năm sau đám cưới. Mà với chị Cát Tường với anh tháng 7 năm sau cưới được không? Ví dụ được, ví dụ như được. Em chắc ít nhất cũng phải 1 năm đó chị. Nhanh chút được không? Nhanh quá không được đó chị. Sao vậy? Trễ chút cũng được chị. Em chậm một quan trọng là được chị, được chị, trễ được chị. Vì muốn vợ dữ vậy? Từ từ người ta đang trả giá. Không có mà. Sao mới vừa nói tức thì tháng 7 rồi tự nhiên bên đây tháng 7, ví dụ như tháng 6 tháng 7 là cũng được, còn dài hơn xíu cũng được. Tháng 6 tháng 7 rồi 3 năm sau cũng được. Ông này ba phải quá. Không phải đâu. Tại vì giờ ví dụ như được là mình phải chiều chứ. Mình đã có được cái tập xác định rồi. D bằng R với mỗi ít khác không. Trời ơi thôi thôi đi. Thôi tôi mệt quá. Mình nói chuyện với nhau không có hiểu được nhau đâu. Chúng ta không cùng chung đẳng cấp. Tự tính chuyện lấy vợ đi, tôi đi về nha. Căng quá. Tôi không nói chuyện nữa. Mình căng quá. Em cãi qua mai chi mà phải căng vậy. Rồi chào em gái. Bán chú chiên mà đẹp quá ta. Cái này bán đắt lắm mà. Mà mời người miếng chú chiên ăn quảng cáo gì cho ta kìa. Ăn thử coi sao. Cởi ăn trước là mai sao. Ăn vẫn giòn, vẫn ngon. Thơm. Chú chiên ngon, ngọt. Rồi, nói chung là về khả năng nấu ăn thì thấy cũng tạm ổn ha. Nhưng mà vấn đề chỗ nè, anh băn khoăn cái chỗ là hai người cùng bắt bẻ nhau á. Bắt bẻ nhau để cho cả hai đều tốt hơn thôi. Trời ơi, tốt không? Dạ tốt. Hai người này về chắc cũng mệt lắm á. Sau này em đổi không được, đã dặn lại mà cự xong vẫn im. Im. Xin lỗi anh Hoàng, 3 ngày sau nữa. Nữa, cũng vụ 3 ngày sau nữa. Nói chung là chịu xin lỗi em là được rồi. Chịu xin lỗi được rồi đúng không? Im là em cho im luôn đó. Thôi để hỏi ý kiến người thân thôi, con gái trước đi coi sao. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả. Em là chị họ của bé Huỳnh. Em trai bên đây nhìn ngoại hình cũng tốt. Giờ nếu mà hai đứa có duyên với nhau á, thì bấm nút chọn nhau thì hẹn hò. Rồi tìm hiểu nhau rồi, nếu mà được thì tiến tới hôn nhân luôn. Còn nói chuyện mà không được thì hỏi bấm luôn ha. Đó là do em gái em quyết định. Theo em thấy anh này được không? Dạ được. Cho anh mấy điểm? Dạ em cho 7 điểm. Vậy cũng được rồi ha. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị của em với em gái. Dạ em chào anh Việt Linh và chị Cát Tường và khán giả ở đây. Em là em gái đồng nghiệp với lại anh Vinh. Anh Vinh thì trong công việc rất là thẳng thắn. Công việc là công việc và tình cảm là tình cảm. Em thấy chị gái bên đây cũng rất là tốt, cũng rất là hợp với anh Vinh. Em hy vọng là hai người sẽ hẹn hò với nhau và sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Rồi cảm ơn em. Thôi cho hai người này gặp nhau đi, đủ bản lĩnh để nói chuyện với nhau rồi đó. Rồi, cháu mang, bắt bẻ gì đó bắt đi. Rồi. Ồ, bình thường em thấy anh xây ghế rồi, bữa nay anh không xây. Trời ơi. Bẻ nữa. Bắt bẻ nữa. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Đúng 24 vòng luôn nha. Em cũng hiểu ý nghĩa đó, anh giải thích cho em đi. Trùng hợp lắm rồi, anh nghĩ anh 24 tuổi, anh mua 24 cái. Mà không ngờ trùng hợp với em luôn. Đó là duyên đó em. Duyên đó chị. Mời ăn chú chiên đi em. Chú xíu rồi ăn luôn. Về mua cái chú chiên của mẹ rồi về hai đứa đi vòng vòng rồi ăn luôn chứ. Giống như em nói là mua hết hàng nha, mua ít thì em không bán. Chấp rồi. Nhận. Chịu đầu tư. Anh thấy em sao? Thì anh nhìn vậy là anh thấy cao hơn 55 rồi. Anh cao bao nhiêu? 1m73. Tóc thì xỏ ngang vai, như vậy là vừa rồi. Anh có mấy anh em? Một anh trai, hai chị gái rồi tới anh. Là anh là con út à? Chính xác. Nhưng mà em yên tâm về vấn đề làm dâu. Anh thì không có vấn đề làm dâu. Lên Sài Gòn anh học là 4 năm 7 tháng. Sao ông nhớ từng năm từng tháng luôn vậy trời? Tưởng nó nói học xong 9 tháng 10 ngày mệt à. Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Hiện tại là anh đang ở bên đường Lê Văn Lương của quận 7. Buổi tối em cũng có đi làm. Thì một tuần chắc gặp nhau một ngày, hai ngày là quá rồi. Em đi làm về sớm á, thì em gọi anh qua chở em đi chơi được không? Được, nếu như một tuần anh sẽ cố gắng được cho em hai ngày.
Là hiện tại là giờ giấc làm việc anh là như thế nào? Giờ giấc làm việc của anh là từ 2 giờ chiều tới tầm 10 giờ 10, 11 giờ. Vậy giờ đó đi chơi cũng được. Thì giờ đó anh có thể xin về, có tại vì có hẹn rồi. Mình em phải có một cái lý do. Em không có quan trọng là phải đi chỗ này chỗ kia. Nói chung là hai đứa đi vòng vòng nói chuyện tâm sự rồi rồi rồi. Được. Giống như bữa nay anh hồi sáng anh đi mà ngày hôm qua anh Trường Hào anh nói: anh ơi, ngày bữa nay em đi ghi hình bên bạn muốn hẹn hò, chắc em vô quán hơi trễ. Hỏi trễ là mấy giờ? Kêu khoảng hơn 3 giờ. Em nói thôi đi chơi luôn đi, chiều dẫn về đây ăn luôn, anh lo. Gia đình em á, nó có cái tục lệ là ai vô nhà em phải chào xưng. Mà nhà em chắc cỡ mười mấy người, là anh nhóm mình có chịu nổi không? Là ăn uống thì mình gom hết lần một mình đi thôi. Anh có là ok đúng không anh? Anh có tiền tài trợ đó mà. À dạ được. Thêm được mấy lần nữa không? Được. Tiền bạc anh có thoải mái không? Có. Em là tính em keo rồi đó, nên em muốn tìm người nào mà thoải mái xíu để chứ hai người mà cùng keo chắc đi chơi chắc người ta không dám đi quá. Nói về tiền ăn uống nha, hay là đồ đạc sắm sửa để đẹp thì anh không bàn cãi vấn đề đó. Về của cái người phụ nữ, người phụ nữ phải biết chân diện mới đẹp chứ. Mà đẹp cái đó đẹp cho ai? Ví dụ như em đồng ý em đẹp cho ai? Đẹp là đẹp cho anh, đúng không? Ra đường người ta nói vợ Vinh hôm qua thấy bận bộ đồ đẹp quá, hay là tóc tai rồi thấy ngay ngắn rồi, chứ không lẽ kêu vợ người khác. Vấn đề đó là ok, không bao giờ anh bàn tán về vấn đề son phấn. Nói cho anh vui là em không có về tốn tiền về mấy cái chuyện làm đẹp đó, anh yên tâm. Ủa sao nói về chuyện ăn uống tiền bạc không vậy? Nói hoạch đám cưới con cái rồi đi. Anh thích mấy đứa? Dù trai hay gái đối với anh chỉ một là đủ. Một đó hả? Em tưởng là anh chơi nhiêu em chơi nhiêu đó. Thôi nè, nói liền câu này cho bắt tay liền cái đi. Cho anh cơ hội mua chú chiên của mẹ được không? Cái đó là chắc được rồi. Bây giờ thì chúng ta đủ để có thể xem xét lại trái tim mình có rung động thật sự không. Đừng vì chú chiên nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hai bạn nắm tay nhau đi. Mình lớn rồi, đúng rồi. Ăn nhà hàng nhớ sách bịch về cho anh về từ được rồi. Rồi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cụm Rạp. Đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ gì nữa là gì? Sâu sắc. Sâu rồi sắc không? Dạ có. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp ở trên. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bằng là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, điện nước cơ khí là làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm á. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng anh ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng.
Trời ơi, sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em? 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời ơi. Bạn đó yêu đàn ông hả? Mới gì mà quen? 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ, lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 năm thanh xuân. Nhỏ 7 năm trời thì tình hình đó. Giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó. Phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới em sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ gì nữa là gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ vậy đi. Em nghĩ là cái hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì phải. Nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, nhưng mà giao em là em làm rất là nhanh. À, chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Dạ. Phải tiết tấu cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại, đúng rồi. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có ý sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À, dạ em đi với mẹ, chị với lại hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung. Cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí. Với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ đã có hai em mà. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Em đó, cảm ơn. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn rồi. Này là ok không. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nói lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, đứng lên tặng quà đi. Chào em. Dạ chào anh. Em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. Em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này em cũng tặng anh ha. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Nghe rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn.
Em ơi em biết không, anh chiếc đôi ta như thế này, cứ trôi qua mỗi ngày rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói, nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau, mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi, hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng vui lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Dạ. Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Dạ, bây giờ mình em cũng không rồi. Có quy định cái thời gian. Dạ, chủ dạ. yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Nếu mà đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Em thấy bạn cũng phù hợp với em. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Rồi, chào em. Anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần ngất ngây. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kề tháng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ái rây hình nhận mình nhàng hở linh, nghe sao xuyên lòng ai. Trời ơi hay quá vậy. Bây giờ mai mốt về em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Anh ha, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thấy con gặp lại em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc á. Khi mà biết công việc sắp tới là con chắc sẽ nóng á, cầm cái nước sẵn. Con thì trải qua 2 mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn. Con trải qua 1 mối tình duy nhất. 1 mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Lớp 8 hả? À có người khác thiệt, nhưng không phải con gái. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi em.
Nào bây giờ em giới thiệu về mình đi. À, dạ, lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào anh trai nhà kế bên. Dạ, con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bảng mối hẹn hò. Dạ, mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm. Cho nên là cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó. Cho nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc, dạ. Và thế là chúng ta có mặt ở bạn mối hẹn hò đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn em trai chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Hữu Trí, nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? Hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. Con làm gì? Dạ, hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, cái ưu điểm của con thì con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết. Với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy con là thế mạnh gì, ca hát hay biểu diễn? Dạ, con thì hát được ạ. Vậy hả? Đâu con hát thử coi. Dạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Tức là giọng của con thế này là nếu con muốn đi vào ngành nghệ thuật, con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa. Dạ. Ha? Vậy là con có điểm yếu gì? Dạ, điểm yếu của con thì nhiều lắm, vô vàn luôn. Yếu nhất là gì? Dạ, yếu nhất là ăn nhiều và lười. Lười. Dạ. Vậy đó. Yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con. Dạ không, nhưng mà con được cái trời phú là con không có mập, con chỉ tròn tròn có da có thịt thôi. Với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn, đó là giỏi chuyện giường chiếu. Giỏi chuyện giường chiếu. Con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn. Rồi làm chú giật mình. Chú nghe gì giỏi chuyện giường chiếu chú giật mình. Ra nó ngủ. Linh, Linh nghĩ tới cái gì vậy Linh? Thì ai bé nó nói trong cái thái độ đó là trong sáng là Vân hiểu là mê ngủ rồi. Thì không có phải mình Linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á. Không, mình Linh nghĩ vậy thôi à. Sao Vân nghe con nghĩ biết ngay là nhỏ mê ngủ. Nghe dễ hiểu lầm. Cười. Bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì. Thì điểm mạnh của con chính là năng động, hòa đồng mà vui vẻ. Thì con sống và làm việc có kế hoạch. Tốt. Còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính. Cho lúc trong công việc thì cũng áp lực, con cũng có chút nóng tính. Con làm gì? Thì khi mà biết công việc sắp tới làm con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước. Rồi, tưởng đâu đập đi nước chứ. Uống nước thì không sao con. Ha. Trời ơi, rồi công việc của con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có thỉnh thoảng cô ơi. Tại khi làm bất cẩn cũng có nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Nổi điên hết, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi con. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi. Con chỉ có tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow, là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa. Cho nên là do trên đấy bạn ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời cho nên con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Dạ con thì trải qua hai mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được một năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa,
thái độ lạnh nhạt. Xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là con nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi. Xong đến lúc phát hiện ra là à có người khác thiệt, nhưng mà không phải con gái. Không phải con gái. Vậy đó hả? Dạ, thì à, cũng yêu, là yêu anh ấy, yêu dạ. Một chị em tăng với nhau. Tăng song thiệt chứ. Dạ, tăng song thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái tín hiệu gì là chị luôn. Rất là man và kiểu như rất là bad boy, rất là dân chơi luôn. Nghiệt ngã quá vậy. Thiệt là tăng song chứ. Rồi cuối cùng mối tình thứ nhì dạ, sao? Dạ, mối tình thứ nhì thì cũng có một người thứ ba chen vô. À, được mấy năm? Dạ khoảng một năm hơn. Dạ bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ tầm một năm rồi. Một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm, tỷ lệ là 5 trên 1 á ha. Rồi bây giờ con muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng 1m55 trở lên. 55, da trắng thì nụ cười có duyên. Da trắng nụ cười có duyên. Về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Về chung thủy là được. Chung thủy. Chào rồi. Con. Dạ chào cô. Con không thích cái điều gì ở con gái? Con không thích cái tính hay cằm ràm á. Cằm ràm là con không thích phải không? Dạ. Có đó gì? Là đức tính rồi con ơi. Phụ nữ nào cằm ràm á. Nào vậy? Con có hay cằm ràm không? Con nói một tiếng công bằng cho cô coi. Thì làm cái gì con có mới cằm ràm như bình thường, con đâu có nói gì đâu. Ừ đúng không? Dạ. Rồi thế nào cũng cằm ràm. Bây giờ là chú sẽ qua coi nhà gái sao ha. Cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào. Hơi bị chảnh nha bạn. Con chào chú. À, chào con. Nụ cười rất là duyên dáng. Có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả? Kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy? Ta thì, nguyên một năm thì trời cũng, là ta thì cũng quen có với một trả người giá vậy. Tình yêu thì coi sao? Như chưa có kinh nghiệm luôn. Chưa có kinh nghiệm gì luôn trời. Con muốn mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào? Dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài, quan trọng là tính cách thôi. Anh đó mặn mà một xíu. Mặn mà là sao? Là dạ. Là nước da đen hả? Dạ không, mặn mà trong cách nói chuyện và lối sống. Duyên dáng mặn mòi đó. Dạ, phải không? Đúng rồi. Hài hước chút đó đúng không? Dạ à. Cao to đen hôi thì cũng được. Cao to đen trắng được không? Dạ được luôn. Thôi như vậy thì mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi. Gia đình bên gái con đi với ai? Dạ nay con đi với mẹ con. À, chào cô. Cô thấy sao, hai đứa nó hợp nhau không? Dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao, mà chưa thấy mặt nữa, thành ra là không biết làm sao, để cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó, hai cháu đó thì cô thấy làm sao? Được. Thấy được đúng không? Được. Thấy bây giờ mẹ chàng rể tương lai này thế nào? Nếu mà chàng rể tương lai thì làm về nghề điện thì giúp ba nó. Ba cũng làm về kỹ sư điện. Thì hợp quá. Có đẹp trai bằng ba nữa không? Cũng 9-10 với ba nó. Ba nó cũng đẹp lắm. Vậy là yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em đi với ai? Dạ con đi với em họ con. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Hồng Vân và chào bác gái nhà gái ạ. Con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con. Là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà, là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên. Rồi da trắng, dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt. Thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Bên đây thì anh con thì như bạn gái này mong muốn, đó là một người rất là mặn. Anh con mặn lắm. Tâm lý và cũng rất là biết là yêu thương phụ nữ, cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được ạ. Rồi, phấn khởi, mở rào đi. Mở rào. Rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi. Đó. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh có món quà này tặng cho em. Đó chính là một cặp tách. Hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha đi cà phê và hưởng thức hương vị ngọt đắng của nó. Dạ, cảm ơn anh. Em có món quà gửi tặng anh. Cái này em có tặng anh một cái bóp. Cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm em không thể nào bên cạnh anh được, thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn, cũng giống như em luôn bên cạnh anh. Cảm ơn. Rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Cảm nhận của em và anh như thế nào?
ban đầu thì em chưa, lúc mà chưa nhìn thấy anh á, nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok, em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài, quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi. Anh thấy sao về em? Không, chưa thấy, thấy hết. Thấy hết à? Thấy hết. Thích, thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. À, nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra. Anh thích nhất là nụ cười và tóc mắt. Cảm ơn anh. Anh có hay ghen không? Tại vì em, cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ, nó không giống như con gái thùy mị, mặc dù em áo đầm. Tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi, cho nên là em cũng hơi manly một xíu. Không, nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu. Chỉ ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà. Với lại anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ dằn em. Hung dữ á hả? Không, nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha. Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được. Ý là nếu như bình thường á thì em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi. Nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền. Không, nhưng mà những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mà né tránh được. Ý là nói dối nhiều nè, với lại cái gì đó cứ mập mờ, không có giải thích rõ cho em. Thì cái đó là ấy thôi, còn bình thường em dễ chịu. Rồi với con lại, tăng xong rồi con làm cái gì? Con tăng xong là con hay nói, con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi. Xong rồi thôi, nói cho nó thả cơn giận lúc đó thôi chứ. Xong rồi không có để bụng, không gì hết. Không, em cách nói lúc mà em tức á, rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không? Không, đó giờ em chưa đập đồ, luyện đồ hay gì luôn. Chỉ là giận gì thì em la là anh, tại sao anh vậy anh không nghe là, em nói vậy. Tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn. Đúng rồi, em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn. Chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á, cái sự hiểu lầm nó càng lớn, nó sẽ không tốt cho mối quan hệ. Cái tính đấy rất là giống mẹ anh. Mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn, không để trong lòng. Mình giao lưu văn nghệ chút đi ha, mọi đứa dạ. Tặng nhau được một câu nào đó. Bạn nam hát trước đi. Dạ, thì con xin hát bài Em Là Của Anh. Rồi tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Bạn gái đáp lại đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh, em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rồi. Rồi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế ghê, nó dừng ngay đúng cái lúc cần dừng á. Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu. Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn. Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha. Các bạn đã trải nghiệm tình yêu rồi, chúng ta có thể quyết định về hướng tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không. Ba. Hai. Quyết liệt vậy đi. Quá là cá tính, thích con bé này quá. Rồi nắm tay đi, chính thức các bạn hẹn hò đó. Bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha. Dạ, xin phép bác con hẹn hò với em Nhi. Bác chúc cho hai đứa, nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Rồi, xin bác. Xin phép luôn, xin phép bác cho dạ, ông. Dạ, xin phép bác cho con một em Nhi một cái. Nhi cho ông Nhi. Nhi cái cho ông. À, phải cho thôi. Thôi chúc hai đứa đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể bồi dưỡng cho mối tình này nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha. Dạ.
á là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiệu. Hồng nhan bạc kiệu. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn. Hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu cho bên nhà gái biết. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng Tăng, năm nay 38 tuổi, thì hiện đang công tác tại Ủy ban phường 10 quận 5. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên chuyên trách tệ nạn xã hội thuộc Lao động Thương binh Xã hội phường 10. Mình giới thiệu đi cơ. Em chào chị Hồng Vân. Okay. Em chào anh Quyền Linh và nhà trai và chào tất cả các khán giả có mặt tại khán đài. Em tên là Lê Thị Ngọc Anh, năm nay em 36 tuổi. Hiện thì em đang làm nhân viên hành chánh. Em cũng sinh sống tại quận nhất. Tức là cụ thể em làm gì em gái? Em làm tuyển nhân viên và giống như là quản lý những cái hồ sơ của khách hàng cũng như là hồ sơ của nhân viên ạ. Xin giới thiệu em, chàng trai bên đây quản lý những người cai nghiện đó em. Quản lý những người cai nghiện đó em. Cần không đưa một số hồ sơ cai nghiện qua. Bên đây người ta điều tiết bên bảo vệ. Thành ra là hai bên cũng có thể kết hợp được. Được mà, anh đưa một số người cai nghiện qua làm bảo vệ. Dạ đúng rồi. Người ta hoàn lương rồi, mình đưa qua để giúp người ta có công việc. Người ta trở lại với cộng đồng, hòa nhập cộng đồng quá tốt luôn. Bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu đi, mời nhà gái. Về điểm mạnh của em thì là chắc em làm ở mảng hành chánh nhân sự. Thì là em có cái là em vui tính, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì là giống như những người phụ nữ khác đi ha. Thì em là hơi nhõng nhẽo nè, mít ướt nè, hay giận. Giận hờn vu vơ à. Không biết là đàn trai có chịu được cái tính này của em không ạ? Được không? Dạ được. Được, nói lớn cho bạn gái biết đi. Dạ được. Trời, người cai nghiện mà ta còn lo được mà. Nhõng nhẽo ăn thua gì đâu. Tao sẵn bển nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu đi để cho bên đây người ta nghe coi sao nè. Điện nước thì em làm được hết, còn điểm yếu của em thì em ít nói. Em hỏi tí xíu được không ạ? Dạ, anh làm cũng có tiếp xúc với lại những cái hồ sơ đúng không ạ? Nhưng mà anh nói anh ít nói vậy, về thí dụ là em với anh có gặp nhau thì anh ít nói vậy thì anh làm gì ạ? Làm gì nói đi. Hỏi xoay đắp xoay. Đó. Thì mình ít nói thì mình hành động. Hành động gì ta hỏi làm gì đó nói đi. Dạ em. Dạ. Ví dụ em hành động gì? Bạn ở quận nhất thì cũng gần bên thì cứ đi xem phim hay là đi đây ra Vũng Tàu thì đi tắm biển này kia đồ. Thường là đàn ông mà đi chơi những ngày đầu gặp gỡ đó là người ta sẽ nói nhiều. Đó, này kia nọ, giờ em không nói, giờ bạn muốn hỏi lại. Làm thay gì vào đó bằng những hành động gì? Em nhắn tin. Em nhắn tin. Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Hai người đang bơi dưới biển nhắn tin hả? Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Ra biển nhưng mà nhắn tin trời. Có cách nào không? Dạ thì cũng không nói được, cũng phải cố gắng để nói. Cố gắng hả? Dạ. Ví dụ giờ hai người vô rạp coi phim nè. Đó, rồi em không nói gì chứ á. Rồi cổ muốn em nói gì đó là em không nói, rồi giờ em làm cái gì? Nắm tay. Hả? Nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Không, mà vô rạp coi phim là không được nói rồi. Bây giờ tí dụ cái khác, ví dụ như ông uống cà phê đi. Không lẽ giờ ra nhìn nhau hoài vậy? Đúng không? Dạ. Giờ làm gì? Nhắn tin. Nhắn tin. Dạ, ví dụ thì cái đó là em cưng quá à. Dạ. Nhìn cưng quá. Không thèm nói gì á, nhưng mà em cứ nhìn xoáy vô mắt em hấp im á. Dạ. Mắt em hấp im vậy nè. Đó, ví dụ vậy. Xong bà nhìn... bỏ đi về luôn. Nhìn là người ta bối rối là người ta phải nói. Yeah. Chắc chắn cô kia nói anh làm gì nhìn em hoài hả? Không, nó nở nụ cười đều giả thôi. Thôi ví dụ vậy đó. Thiệt, chị nói thiệt nếu mà em ít nói. Cô gái bên này dễ thương lắm luôn á. Chị nói nghiêm túc luôn. Để ngồi hai. Em gái nhớ hồi hỏi lại cái câu đó nha em. Em ít nói anh làm đẹp gì nha. Đẹp gái mà có duyên mà đẹp lắm đó. Mà chàng trai bên đây cũng thua gì đâu nha. Xứng đào xứng kép luôn á. Rất là đẹp trai luôn. Em trai có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn cũng hai đứa con. Có hai đứa con. Bây giờ thì chia tay rồi, thì mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay.
Dạ. Cả hai lần đều lý do là vì sao? À, lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi, giống như là có qua lại với cái người trong công ty á, thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị. Rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia. Chia tay thôi. Em chứ chủ động chia tay đúng không? Ừ. Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu. Người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ, để ý luôn á. Thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi, hai đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Mỗi tháng mình có chu cấp cho con? Có đóng tiền tiền học, tiền kia cho trẻ bé. Rồi, thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Hỏi trước coi sao? Đây đàn gái tôi hơi bị nghe là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi bên đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi, đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. À, đồng cảnh ngộ. Dạ, ha. Như là đồng cảnh ngộ ạ. Em có con rồi chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé dạ. Là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê, đi xem phim và đi ăn với nhau. Tuy nhiên thì thời gian mà để gặp nhau nhiều thì không có. Và em cũng dành thời gian để chăm con em nhiều hơn. Thì từ từ cái tình cảm nó không đi đến đâu. Tan lạc đi. Dạ đúng rồi ạ. Đó, ông muốn hỏi về em đi. Dạ em chào. Gái xinh quá nha. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiểu. Hồng nhan bạc kiểu. Câu đó được. Mình đẹp mình có quyền. Hồng nhan bạc chọn. Triệu. Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng như thế nha. Mẫu lý tưởng của em sắp tới em hướng về như thế nào? Em hy vọng là người đàn ông đó thì là hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ cái độ tuổi của em thì cũng không có còn trẻ trung nữa ạ. Thì với lại em mình phải tự tin còn trẻ. Dạ dạ, cũng phải là có cái khả năng chung tay lo lắng cho gia đình đúng không ạ? Đúng đúng. Dạ, đó là cái điều em mong muốn ạ. Đúng rồi. Có mong muốn về thương con em không? Dạ có ạ chị. Điều đó dĩ nhiên. Bây giờ thí dụ giờ là em với cô này có tiến sang nữa thì em có lo được cho mẹ luôn, người con luôn không? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Rồi hai người nếu mà lấy nhau thì về ở đâu? Ở chung với mẹ, còn nếu không ở chung thì ở riêng. Riêng có chỗ ở không? Có, mẹ có cho nhà. Có luôn hả? Anh thấy bạn trai là ổn định rồi đó. Có thể lo cho mẹ con em được. Được chưa? Dạ. Rồi còn em bây giờ mình muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Thích là người phụ nữ bình dị với lại biết chăm sóc cho gia đình, có gì thì hai đứa mình thấy là bàn bạc thì nói với nhau. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nhắn tin này kia. Dạ. Đúng không? Bên đàn trai có thể cho em hỏi được không ạ? Ví dụ như là em nghe những cái chia sẻ của bên đàn trai thì là muốn là người phụ nữ là phải là chăm lo cho gia đình, nhưng mà giả sử em không có thích ở nhà, em thích đi làm thì sao ạ? Có được không ạ? Em thì em không có thích ở nhà. Được, được. Bạn trai nói được. Em cũng không có kén cá chọn canh, nhưng mà thật sự để mà mình tôn trọng người phụ nữ của mình, người đàn ông khi mà tiếp xúc với mình là phải sạch sẽ trước, đúng không ạ? Không bắt buộc phải là nước hoa, nhưng mà đáng ra là mình phải sạch sẽ cái mùi mồ hôi cơ thể của mình trước, đúng không ạ? Bản thân em khi đòi hỏi người đối diện của em như vậy thì bản thân em cũng sẽ làm như vậy. Không lẽ gần người mình yêu thương mà dơ giấy rồi hôi hám. Dạ. Đúng không? Đừng có lo. Anh thấy rằng bạn bên đây rất là đẹp trai luôn. À, em cũng rất là xinh gái luôn. Dạ. Hai người hợp ngày hôm nay đó. Dạ, con thích bày hày với lại bê bối. Thích vậy gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là chắc chắn rồi, yên tâm. Dạ. Bạn này bên đây vẫn đòi hỏi mình như vậy. Đúng mà. Thành ra là bạn cũng sẽ như vậy. Rồi vậy khỏe rồi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với em trai với mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Hiền, em trai của anh Tăng. Em ruột luôn phải không? Em ruột. Em thấy cái chị bên đây thì cũng được, cũng xinh, dễ thương, nói chuyện thì cũng lịch sự. Thả đến đây thì giống như là mình đã có duyên rồi, mong hai người cuối cùng bấm nút. Em trai có lô tích với anh trai rồi đó đúng không? Chút là kêu là nháy vậy là coi như hồi bấm đó. Đúng không? Còn bên đây sao mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Chào cô. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Bạn trai của Hồng Anh.
con nó lớn, đến tuổi này nó lớn rồi, nó biết lựa chọn, là tùy theo con chọn sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà mẹ có cảm tình với bạn bên đây không? Dạ cũng có cảm tình, từ có công ăn chuyện làm, cũng nói chuyện cũng thấy hiền. Mong đừng có đổ dở nữa. Dạ. Mở rào thôi. Rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ dạ. Hy vọng tại vì mong son với lại mong em xinh đẹp dễ thương rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm con Pikachu cho. Dạ. Rồi em mở coi cái hộp nhỏ này là gì. Dạ son ạ. Son hả? Em coi cái màu em có thích không? Dạ cái màu này thì phụ nữ là ai cũng thích, tại vì nó là cũng là màu đỏ rất là dễ sử dụng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì hôm nay em đến đây có một cái thiệp tặng anh, những cái suy nghĩ trong lòng của em ha, cũng như là em tặng anh một cái món quà nhỏ này, coi như là lần đầu mình gặp mặt à. Dạ cảm ơn em. Hy vọng là anh thích ạ. Quà gì mở ra luôn cưng. Dạ cờ quá. Dạ thì anh làm ở nhân viên văn phòng thì em nghĩ là cái này nó cũng sẽ phù hợp với anh ạ. Cà vạt hả cưng? Dạ. Anh biết đeo không? Dạ anh biết đeo không ạ? Tưởng bạn gái biết đeo thì đeo cho bạn bạn nam dạ đi. Tại vì em thì cũng là một lần đò, nhưng mà thật sự thì em cũng quen bạn trai không có nhiều, nên là cái này chắc từ từ em học hỏi nha. Không sao, học từ từ đây tới ngày cưới được em kịp sao đâu. Rồi các bạn về vị trí đi. Dạ. Cái thiệp đó bạn gái có tặng cái gì trong thiệp không? Dạ thì trong thiệp thì em ghi câu thơ ạ. Câu thơ hả? Dạ. Mở ra coi đọc cho bạn gái viết cái gì trong đó. À em nghĩ cái này á, là em đọc thì nó sẽ hay hơn ạ. Rồi hay quá. Ví dụ bây giờ em có thể em đọc anh cảm nhận nha. Thì anh có thể là anh mở ra anh xem ha. Thì bây giờ em xin đọc cái bài thơ em gửi tặng cho anh ha. Có ưng không hãy nói cho xong, hãy nói cho xong, kẻo ngại lòng, kẻo ngại lòng, đây chưa rõ đó, đây chưa rõ đó, có ưng không. Trời ơi hay quá, hay quá, hay quá. Tình Ngân nói đi, nói ưng không cũng là cô đi nói đi anh. Anh cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ, anh cũng hát bài tặng em. Dạ. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiến bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Này em yêu ơi, tình anh ngang lời muốn nói rằng anh yêu em, eo ô eo, yêu em nhất trên đời, eo ô eo, và chỉ mình em thôi trong đôi mắt anh trao. Có thiệt không ạ? Cái câu hay nhất là mình yêu nhau đi, eo ô eo. Nhớ nha. Rồi nắm tay luôn vậy đó hả? Nói gì nữa đi. À, nãy là anh nói là có thiệt không ạ? Thiệt. Ở đây rất là nhiều người làm chứng nha. Lần đầu gặp thì là không có khẳng định chắc chắn được là yêu hay thích, chỉ có ưng hay không ưng thôi, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là sau cái chương trình này á, thì em với anh có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và cũng giống như cái tấm thiệp của em á, thì anh có thể nhìn đó là cái tấm thiệp giống như cái thiệp hồng, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là mình cũng tìm được một cái đối tượng nào để mình có thể là ghi tên cùng nhau, ghi tên vào cái tấm thiệp như vậy ạ. Anh hỏi thật nha, trái tim em có rung động chưa? Dạ có. Em có thấy cảm giác thích người đối diện nhiều không? Dạ thích. Cưng dễ sợ không? Cưng quá. Em có mong muốn người đó về chung mình một nhà không? Dạ muốn. Rồi tất cả những điều đó em nói một câu với cô ấy đi. Anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì anh với em sẽ về chung một nhà cũng... Bởi vì anh, bởi vì anh thích em. Về chỗ, về chỗ liền. Đó mình phải nói lúc gì vậy? Lúc đầu là ta nói ưng đó, bây giờ là ta nói thích luôn chứ rồi. Chứ không phải nhắn tin nha. Tất cả đôi đây, khi đây, tìm nút cần nào. Phải nói như thế em nha. Rồi để tay nút bấm đi em, thôi lên đó. Bên đây cưng. Thời cơ đã tới đây. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Quan trọng là do em đó. Đàn trai chúng tôi ưng hết rồi. Bấm luôn rồi, thôi khỏi nói nữa. Bấm luôn rồi. Giờ đàn em đàn gái có bấm không này, nói một tiếng. Một, một, hai, ba. Bấm luôn.
Được rồi đó. Dạ. Nào, nắm tay đi. Rồi, bây giờ có mẹ ở đây nè. Em hứa với mẹ đi cho mẹ yên tâm. Dạ, con chào bà. Chào má luôn đi. Má, con sẽ hứa sẽ lo cho Ngọc Anh. Lo cho một mình em thôi ạ. Lo cho Ngọc Anh và con Ngọc Anh. Dạ, con xin phép bác. Lo cho... Dạ, cho bác nữa. Và xin phép bác cho Hùng Ngọc Anh. Dạ, con xin phép bác cho con Hùng Ngọc Anh. Rất chân tình. À, hôm nay là một ngày rất là đẹp và rất đáng nhớ với hai em. Mong rằng chúng ta sớm về chung một nhà và chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa thành một hạnh phúc trọn vẹn.